Tại Quảng Bình, cho đến lúc này thì công tác tìm kiếm 13 thuyền viên còn lại của tàu cá đánh bắt xa bờ mang số hiệu QB93714TS do ông Nguyễn Phong làm thuyền trưởng bị chìm hôm 30 tháng 12 vẫn đang được tiến hành hết sức khẩn trương. Trước đó vào ngày 31 tháng 12 thì thi thể một thuyền viên đã được tìm thấy. Sau khi nhận được tín hiệu cấp cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã huy động tàu của Hải đội 2 và hàng chục tàu cứu hộ của ngư dân địa phương phối hợp với các trung tâm cứu hộ ở Nghệ An, Đà Nẵng và Bộ Quốc phòng đều nhất loạt vào cuộc với hy vọng tìm thấy nạn nhân còn sống sót hoặc đưa được thi thể của họ về với quê nhà. Tuy nhiên, đến thời điểm này, ngoài thi thể của một nạn nhân đã tìm thấy ngày 31 tháng 12, các đội tìm kiếm vẫn chưa phát hiện thêm một ngư dân nào bị nạn. Chúng tôi cũng phải quyết tâm tổ chức tuần tra tìm kiếm những khu vực biển mà nơi tàu xảy ra tai nạn, đặc biệt là chúng tôi bố trí các lực lượng tuần tra bao quát tất cả các cái vùng biển mà có cái sự nghi vấn về gió và nước sẽ có cái trôi dạt. Do điều kiện gió mùa đông bắc tăng cường, gió to sóng lớn nên công việc tìm kiếm cứu nạn hết sức khó khăn. 14 nạn nhân bị mất tích trong vụ chìm tàu đều thuộc thôn Cồn Sẻ, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, có gia đình có tới 6 người thân gặp nạn. Cuộc sống của bà con thì chúng tôi thấy là vì bám biển để mưu sinh cho nên cũng có những khó khăn nhất định. Trước mắt thì chúng tôi đổi kinh qua cái nguồn huyện hỗ trợ là 1 triệu đồng trên một nạn nhân để tổ chức tìm kiếm. Thì địa phương cũng đã là hỗ trợ thông qua Hội Chữ Thập Đỏ và trích 500.000 đồng để hỗ trợ cho một nạn nhân. Nên chúng tôi tiếp tục là chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội là tiếp tục có vận động quyên góp để như vậy là tạo điều kiện động viên tinh thần vật chất cho bà con vượt qua cái nỗi đau mà bà con ngư dân mình gặp phải khi tham gia đánh bắt trên biển. Chiều ngày 1 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Ban Dân vận tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, cấp huyện đã đến thăm, chia sẻ với các gia đình có người thân là thuyền viên QB93714TS bị nạn trên biển. Bên cạnh việc tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân, tỉnh Quảng Bình đang có nhiều biện pháp để hỗ trợ các gia đình có ngư dân bị nạn.